Ngày hôm nay là hình như có một cái cuộc triển lãm máy bay trực thăng ngay chỗ Huntington Beach, cái khu vực của Lộc với Loan đang ở đây. Hello Loan. Hello, mình thấy có mấy chiếc trực thăng đậu quá trời, lại coi có gì vậy? Ok, đây là những chiếc trực thăng. Họ là triển lãm những chiếc trực thăng này, hồi nãy giờ thấy qua vòng vòng. Trực thăng này cũng loại trung bình ha, không có lớn lắm. Có event gì á? Sao Loan muốn chiếc nào? Hả? Thích chiếc nào anh mua cho em chiếc, rồi rảnh mình bay vòng vòng chơi Loan. Hả? Chiếc kia kìa. Chiếc nào? Chiếc màu đen đẹp ha. Màu đen có sọc sọc á. À đây, chiếc đó đẹp nhất á. Lộc nổ quá Lộc ơi. Nhà kế kho đạn hả Lộc? Giống như ba nói đó, ba Bảo Quốc nói là nhà kế kho đạn Long Bình. Đó, cái chiếc đó đẹp thiệt. Chiếc đó đẹp quá ha. Chiếc màu đen đen đó đẹp quá. Rồi. Nay cũng mát mẻ quá ha. Lại ghế thôi. Hôm nay cũng không có đông lắm ha. Như đông có tùy khúc à. Họ tập trung tùy khúc chứ ngay chỗ mình ngồi thì nó vắng. Hello, Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức, vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là cuối tuần, Lộc và Loan xin cứ gửi quý vị một tin cuối tuần. Loan và Lộc xin kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thật nhiều niềm vui nha quý vị. Sau 2 năm điều tra, 2 người gốc Việt nghi giết người và liên quan đến ma túy đã bị bắt. Mỹ đã cho người nước ngoài chích ngừa COVID-19 được nhập cảnh từ ngày 8 tháng 11. Vào tháng tới thì Mỹ sẽ áp dụng chính sách chờ ở Mexico đối với người xin tị nạn. Các công ty cấp nước của Mỹ lại trúng đòn tấn công của tin tặc. Tin từ Dubai, tin tặc đã giả giọng một giám đốc và lấy cắp 35 triệu đô la. Australia tịch thu gần nửa tạ ma túy trong container chứa gạch. Một nghị sĩ Anh đã bị sát hại bằng dao trong một cuộc họp ở nhà thờ. Bác sĩ đã khuyên nữ hoàng Anh bỏ rượu. Na Uy cho giám định tâm thần hung thủ đã giết 5 người bằng cung tên. Microsoft sẽ đóng cửa mạng xã hội LinkedIn tại Trung Quốc. Tin Việt Nam, người dân Nha Trang đã được tắm biển trở lại từ ngày 16 tháng 10. Nhật Bản đã tặng thêm 500.000 liều vaccine cho Việt Nam. Italy tặng thêm cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine COVID-19. Solo cùng Bolero tổ chức đêm nhạc tri ân cố ca sĩ Phi Nhung. Thưa quý vị, tin đầu tiên của ngày hôm nay. Sau 2 năm điều tra, 2 người gốc Việt nghi giết người và liên quan đến ma túy đã bị bắt. Thi thể của một người nạn nhân lúc đó thì tìm thấy trong cốp xe của một chiếc xe đậu tại thành phố Stanton thuộc Orange County, khiến cho 2 người đàn ông đã bị bắt vì có liên quan đến vụ sát hại một cư dân ở Irvine vào năm 2019. Jonathan Hồ, 32 tuổi, sống tại Marina Del Rey và Nicholas Nguyễn, 27 tuổi, là cư dân của Oklahoma City thuộc tiểu bang Oklahoma, đã bị bắt vào thứ Năm vừa qua vì liên quan đến vụ sát hại Jeffrey Chen, và thi thể của anh này được tìm thấy trong một cái chiếc xe đậu bên lề đường Lithwood ở Stanton vào tháng 3 năm 2019. Và sau hơn 2 năm trời điều tra thì các điều tra viên đã thi hành lệnh bắt 2 người đàn ông này ngay tại Marina Del Rey và ở Oklahoma City với sự giúp đỡ của cơ quan cảnh sát liên bang. Jonathan Hồ và Nicholas Nguyễn đã bị bắt một cách rất là dễ dàng, coi như là cảnh sát xâm nhập vào ngay nhà của họ để mà bắt họ luôn. 3 khẩu súng và 1.000 viên thuốc gây nghiện, fentanyl và 5.000 viên ma túy tổng hợp, methamphetamine đã cũng bị thu giữ trong quá trình mà bắt giữ các nghi can này. Và số thuốc có giá trị chợ đen ước tính là khoảng 30.000 Mỹ Kim. Jonathan Hồ đã bị lập hồ sơ hình sự với các tội liên quan đến ma túy và tàn trữ vũ khí. Nicholas Nguyễn bị truy tố tội thông đồng giết người và đang chờ để mà dẫn độ về California. Về động lực gây án cũng như là mối liên hệ giữa nạn nhân Chen và các nghi can, cảnh sát vẫn đang điều tra thưa quý vị. Mỹ đã cho người nước ngoài chích ngừa COVID-19 được nhập cảnh từ ngày 8 tháng 11. Tin từ Tòa Bạch Ốc vào cuối tuần này cho biết họ sẽ dỡ bỏ các hạn chế du lịch liên quan đến COVID-19 vào ngày 8 tháng 11 đối với các công nhân nước ngoài đã tiêm chích vaccine đầy đủ. Những hạn chế đối với những người không phải là người Mỹ đã được áp dụng lần đầu vào hồi tháng 1 năm 2020. Đối với những hành khách đi bằng máy bay đến từ Trung Quốc, lệnh này cũng do Tổng thống lúc bấy giờ là cựu Tổng thống Donald Trump đã ban hành và sau đó đã được mở rộng sang áp dụng với hàng chục quốc gia khác bởi vì dịch Covid-19. Mỹ đã chậm trễ hơn so với nhiều quốc gia khác trong việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại và giờ đây các đồng minh của Mỹ đã rất ủng hộ hành động mới này của Mỹ và những hạn chế của người Mỹ đã cấm du khách hầu hết các nước trên thế giới bao gồm hàng chục ngàn công dân nước ngoài có họ hàng hoặc là có mối liên hệ kinh doanh với Mỹ. Các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC nói với Reuters hồi tuần trước rằng Mỹ sẽ chấp nhận việc du khách quốc tế đã được sử dụng vaccine COVID-19 và được các cơ quan quản lý của Mỹ hoặc là Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép. Tòa Bạch Ốc đã họp vào cuối tuần qua và chốt lại là ngày 8 tháng 11, nhưng mà họ vẫn đang phải đối mặt với một số câu hỏi bao gồm nhiều vấn đề. Liệu chính quyền của ông Biden có những miễn trừ gì và áp dụng như thế nào khi mà thực hiện quy định về vaccine? Ví dụ như những trẻ em dưới 18 tuổi thì ở những nước khác thì chưa chắc là đã được chích vaccine, thưa quý vị. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 thì Mỹ nói là sẽ chấp nhận những du khách nước ngoài được chích đầy đủ đến từ 26 quốc gia được gọi là khối châu Âu, trong đó có Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Hy Lạp. Ngoài ra các nước Anh, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil. Như vậy thì sắp tới những cái hành khách mà không phải là người công dân của Mỹ thì khi mình lên máy bay thì cần xuất trình cái giấy bằng chứng mà chích ngừa thôi và cần phải xuất trình cái bằng chứng đã kết quả âm tính trước khi mà lên máy bay. Đặc biệt là du khách mà đi qua biên giới mà bằng đường bộ đó quý vị thì không cần phải xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính gần đây, coi như là chỉ cần đưa cái giấy là đã chích vaccine Covid-19 mà những loại vaccine đã được Mỹ cũng như là WHO chuẩn thuận, thưa quý vị. Vào tháng tới thì Mỹ sẽ áp dụng chính sách chờ ở Mexico đối với người xin tị nạn. Chính phủ của ông Joe Biden vào hôm thứ Sáu 15 tháng 10 cho biết là đang chuẩn bị cho việc tái áp dụng chính sách đưa trả người tị nạn về Mexico trong tháng tới, nếu phía chính quyền Mexico đồng ý nhận những người này. Theo bản tin CBS News, một chánh án vào hồi tháng 8 đã đồng ý với đòi hỏi của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hai tiểu bang Texas và Missouri để ra lệnh cho chính phủ của ông Biden phải tái lập lại chính sách có từ thời cựu Tổng thống Donald Trump. Theo đó thì buộc khoảng 70.000 di dân, phần lớn đến từ các quốc gia Trung Mỹ, phải đợi ở bên ngoài nước Mỹ cho đến khi có phiên tòa di trú xét hồ sơ xin tị nạn của họ, trong khi chuẩn bị kháng cáo để có thể một lần nữa chấm dứt chính sách này. Chính phủ ông Biden hiện phải có nỗ lực tuân hành lệnh của tòa án. Nếu mà chính phủ Mexico đồng ý cho những người này tạm ở lại trên lãnh thổ của họ, thì phía chính phủ Mỹ sẽ khởi sự lại việc đợi Mexico bắt đầu từ giữa tháng 11. Một giới chức cao cấp của chính phủ ông Biden vào hôm thứ Năm đã nói với báo chí rằng hiện đang thuê nhà thầu tái lập các căn lều dùng để làm nơi xét hồ sơ di trú ở Lander và Brownville, Texas, nơi những người bị gửi lại về Mexico sẽ được dự đến phiên xử xin được tị nạn của họ. Các giới chức chính phủ Mỹ nói đang có một số thay đổi về chính sách chờ ở Mexico để phản ánh tinh thần nhân đạo và cũng để đáp ứng các vấn đề về phía chính phủ Mexico đưa ra. Các đề nghị thay đổi gồm tạo điều kiện để có được sự trợ giúp pháp lý, cố hoàn tất xét xử hồ sơ trong 6 tháng, mở rộng trợ giúp với những người sẽ bị nguy hiểm nếu phải quay về lại các thành phố biên giới ở Mexico, nơi đầy rẫy bạo động và tội ác. Một giới chức chính phủ Mỹ nói rằng việc tái lập chính sách này không phải là điều mong muốn, nhưng trong lúc này, trong khi chờ kết quả của các cuộc tranh tụng, chính phủ cần phải tuân hành lệnh của tòa. Wow, tin này là quá vui luôn đó. Có nghĩa là lặp lại một cái chính sách mà của cựu Tổng thống trước đã ban ra là những người muốn xin tị nạn thì phải là ở lại bên Mexico chứ không phải là bước qua bên Mỹ. Tại vì bước qua bên Mỹ theo cái luật mới là bước qua bên Mỹ là có thể là sẽ được xem xét và được cho vào quốc tịch đó. Thì bây giờ là ở lại bên Mexico để mình chờ xem xét. Coi như là hiện tại bây giờ có khoảng 70.000 người mà bên phía chính quyền Mỹ đang phải lo cho những người đó ở lại Mỹ để mà chờ đợi giấy tờ có được vào Mỹ hay là không. Thì vào giữa tháng sau thì sẽ bắt đầu những người này phải trở lại Mexico. Nếu như có sự đồng ý của bên phía chính quyền bên Mexico thì họ sẽ ở đó và họ chờ đợi, và Mỹ cũng hứa là trong vòng 6 tháng thì sẽ giải quyết hồ sơ cho những người này. Thì cái điều này làm cho mình cũng tạm thời yên tâm. Như vậy thì người ta sẽ giảm bớt cái tình hình mà rầm rầm rộ rộ kéo nhau đến biên giới Mỹ, gây ra những cái cuộc khủng hoảng biên giới, và ngoài ra đó còn có những cái khủng hoảng về những cái tệ nạn ma túy, buôn người, rất là nhiều thứ luôn thưa quý vị. Các công ty cấp nước của Mỹ lại trúng đòn tấn công của tin tặc. Vào ngày 14 tháng 10, giới chức Mỹ cho biết họ đã phát hiện 4 vụ tấn công bằng mã độc nhằm vào các công ty cấp nước và xử lý chất thải trong nước vào năm ngoái, và cảnh báo nguy cơ tương tự đang chực chờ. Cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng Mỹ CISA đã nêu lên một số trường hợp xâm nhập mạng xảy ra từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021. Theo đó, tin tặc đã sử dụng ít nhất 3 dạng mã độc khác nhau. Những dạng mã độc này để mã hóa các tập tin trên máy tính và buộc nạn nhân phải trả tiền chuộc nếu muốn khôi phục dữ liệu, theo tin Reuters vào ngày 15 tháng 10. Trong đó thì có một cơ sở bang Maine đã bị tin tặc thâm nhập cách đây 3 tháng, và một công ty khác ở California đã trở thành nạn nhân vào hồi tháng 8. Tin tặc truy cập hệ thống các máy tính bàn và vô hiệu hóa những thiết bị điều khiển và tổng hợp dữ liệu SCADA của cả hai công ty. Đây là nhóm thiết bị truyền đạt mệnh lệnh cơ khí cho máy móc. Cơ sở ở Maine thì phải chuyển sang điều khiển bằng tay theo cảnh báo chung của CISA, Cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI, Cơ quan an ninh quốc gia và Cơ quan bảo vệ môi trường. Và một vụ tấn công khác vào tháng 3, một cơ sở ở tiểu bang Nevada cũng đã bị tin tặc xâm nhập vào các thiết bị của SCADA và cũng đã lâm vào tình trạng tương tự. CISA cho biết là đang ghi nhận ngày càng nhiều các vụ tấn công tin tặc nhằm vào nhiều dạng cơ sở hạ tầng then chốt của Mỹ, giống như trường hợp của các công ty cấp nước. Nguy hiểm quá ha, tin tặc bây giờ nó tràn lan rồi. Bởi vậy vừa qua mình có một cái vị bên phía đảng Cộng Hòa đã nói là cái hệ thống mà về thông tin của Mỹ quá yếu, cho nên rất là dễ bị những cái tin tặc xâm nhập. Quý vị nhớ là hồi đầu năm là bị những cái hệ thống của chính quyền bị xâm nhập rất là nhiều, ngay cả bên phía quân đội luôn. Vừa qua thì ở bên Texas cũng đã bị xâm nhập vào cái hệ thống và đã phải trả một cái số tiền rất là lớn, và hiện bây giờ trong thời gian gần đây đã có vài những cái công ty mà cấp nước và xử lý nước cũng đã bị tin tặc xâm nhập thưa quý vị. Nước là một cái gọi là nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân sử dụng, mà họ đã đánh coi như tin tặc vào nước thì rất là nguy hại. Nếu mà họ đánh lỡ làm sao họ khóa nước hay là gì là mình thiếu nước, người ta cũng chết à, mệt mỏi lắm à. Đúng rồi. Thì người mình mà thiếu cái gì được, chứ mà thiếu nước thì không được. Rất là khó khăn thưa quý vị. Tin từ Dubai, tin tặc đã giả giọng một giám đốc và lấy cắp 35 triệu đô la. Các nhà điều tra ở Dubai vừa phát hiện một thủ đoạn mới của tội phạm mạng, dùng phần mềm giả giọng nói của người khác để lấy trộm số tiền rất lớn từ tài khoản ngân hàng. Theo tạp chí Forbes, trong việc này, tin tặc dùng công nghệ nhái giọng để giả giọng của một người giám đốc tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, lừa đảo và lấy đi 35 triệu đô la. Thủ đoạn lừa đảo mới thì các nhà chức trách của UAE đã cảnh báo đây là vụ việc điển hình hé lộ một loại thủ đoạn lừa đảo mới bằng công nghệ rất đáng lo ngại của tội phạm. Và hồi đầu năm 2020 thì một quản lý ngân hàng tại UAE nhận được cuộc gọi điện thoại từ một người đàn ông có giọng nói mà viên quản lý nhận ra là của một vị giám đốc tại công ty mà ông đã nói chuyện rất là thường xuyên trước đó. Vị giám đốc báo tin vui với người quản lý ngân hàng là công ty ông ấy sắp có một vụ thâu tóm và ông cần ngân hàng chuyển quyền chuyển khoản số tiền lớn là 35 triệu đô la. Khi đó, một luật sư có tên là Martin Zellner đã được thuê để điều phối việc này, và người quản lý ngân hàng được nhìn thấy các email trao đổi của ông này với vị giám đốc kia và xác nhận số tiền đó cần chuyển đi đâu. Vị quản lý ngân hàng tin tưởng mọi thứ đều hợp pháp và bắt đầu thực hiện lệnh chuyển tiền. Tuy nhiên, ông không hề biết là mình đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo tinh vi, trong đó kẻ lừa đảo đã sử dụng công nghệ Deep Voice, giả giọng vị giám đốc. Và toàn bộ sự việc được trình bày trong một tài liệu do UAE gửi tới các nhà điều tra Mỹ để nhờ hỗ trợ họ truy lùng 400.000 đô. Số tiền đó đã được chuyển vào ngân hàng Centennial Bank tại Mỹ và tạp chí Forbes đã được tiếp cận cái tài liệu này. Theo các nhà điều tra của UAE, tin rằng đây là một vụ lừa đảo được lên kế hoạch và thực hiện hết sức là tinh vi, liên quan tới ít nhất là 17 người. Nhóm tội phạm đó đã chuyển số tiền được đánh cắp tới nhiều tài khoản khác nhau trên thế giới. Dù vậy thì còn nhiều chi tiết trong tài liệu nói trên chưa được tiết lộ và danh tính của các nạn nhân cũng chưa được cung cấp. Văn phòng truy tố Dubai là đơn vị phụ trách cuộc điều tra cũng chưa phản hồi yêu cầu thông tin về sự việc. Luật sư Martin Zellner, về luật sư sống tại Mỹ có liên đới vụ việc, cũng chưa phản hồi việc này. Theo tờ báo Wall Street Journal thì đây mới chỉ là vụ lừa đảo thứ hai được biết cho tới nay có sử dụng các công cụ giả giọng nói để lừa đảo, nhưng số tiền bị chiếm đoạt lớn hơn rất nhiều so với vụ đầu tiên. Trong vụ đầu tiên xảy ra vào năm 2019 thì những kẻ lừa đảo đã giả giọng một CEO của một công ty năng lượng tại Anh để đánh cắp 240.000 đô la. Cựu sĩ quan cảnh sát Anh Jake Moore đã nhận định xu hướng làm giả tiếng nói, hình ảnh để lừa đảo đang là vấn đề nổi lên đáng lo ngại, đe dọa đáng kể đến dữ liệu, tiền bạc cũng như là công việc kinh doanh của nhiều người. Vấn đề này cũng khá là nguy hiểm, nhưng mà mình thấy những cái người mà làm cái công việc này họ cũng hơi là không có làm đúng với lại cái công việc của họ. Nhiều khi bởi vì họ muốn gọi là giống như là chiều ý của khách hàng thì đôi khi phải làm nó không đúng, bởi vì chỉ một cuộc điện thoại, những cái email mà họ gọi mà họ kêu chuyển một cái số tiền quá lớn, 35 triệu đô la chứ đâu phải là số tiền nhỏ, mà lại tiến hành làm tất cả các thủ tục để mà chuyển tiền. Thì gần đây người ta cũng khuyến cáo là hãy cẩn thận khi mà những cái người mà có chức quyền lớn nó hãy cẩn thận những lời nói, những cái tên tội phạm á, thì sẽ lấy những cái giọng nói của đó và họ sắp xếp thành một cái câu chuyện khác. Giống như lấy từng câu A, B, C, những cái giọng nói của mình rồi họ mới sắp xếp theo thứ tự khác nghĩa với là cái lời nói của cái người đó. Thì rất là thận trọng trong những cái việc đó quý vị. Như là nguy hiểm quá, như hai đứa mình nói ở trên mạng biết là bao nhiêu. Ví dụ như mà có một cái lúc nào đó mà tự nhiên Lộc nghe cái lời mà Loan tâm sự với nói chuyện với người đàn ông khác là em yêu anh hay là gì đó, đừng có tin nha. Không, vậy cũng Loan cũng đừng có tin vụ đó nha. Lộc có nói Lộc yêu cái cô nào là đừng có tin, cái đó là tin tặc á. Bây giờ nó tấn công luôn vô mình luôn đó. Nó thấy YouTube của mình. Vụ đó hên xui. Tụi em mới hứa nha. Cái gì bên đây nói không sao, mình nói ngược lên đây cái tự nhiên cái xô máu là sao? Ai biết đâu, tự nhiên lúc đó nghe cái nổi máu Quảng Thư lên là ai biết đâu được. Australia tịch thu gần nửa tạ ma túy trong container chứa gạch. Cảnh sát Australia đã tịch thu 450 kg ma túy giấu trong container chở gạch nhập khẩu từ Malaysia đến Melbourne, trị giá khoảng 104 triệu đô la. Cảnh sát Úc hôm nay cho biết là lô ma túy bao gồm 1.290 gói heroin, tổng trọng lượng 450 kg. Mỗi gói có dấu hiệu nhận diện màu đỏ, được cất trong một container gạch sứ xuất cảng ở Malaysia và gửi đến công ty ở Melbourne, Australia. Theo cảnh sát thì đây là lô ma túy lớn nhất họ từng bị tịch thu, trị giá 140 triệu đô la Úc, tính ra là khoảng 104 triệu đô la Mỹ, thưa quý vị. Sau khi mà tịch thu toàn bộ lượng ma túy, số gạch sứ đã được tạm giữ ở khu công nghiệp gần sân bay Melbourne. Cơ quan chức năng vào ngày 15 tháng 10 đã khám xét thêm công ty nhận đơn hàng và một số địa chỉ khác. Một công dân của Malaysia liên quan đã bị bắt với cáo buộc nhập khẩu và âm mưu tàng trữ lượng lớn chất cấm. Người này có thể chịu mức án tối đa là tù chung thân và phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2022. Cảnh sát liên bang Australia AFP đang phối hợp điều tra cùng cảnh sát hoàng gia Malaysia RMP. Theo quan chức bộ chỉ huy AFP thì khu vực phía nam Christy Barrett, bà nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục truy tìm và ngăn chặn những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang tìm cách phá hoại cả hai nước và thu lời hàng triệu đô la từ hoạt động trái pháp luật. Việc ngăn chặn thành công vụ buôn ma túy nói trên đã gián tiếp cứu 225 người. Cảnh sát ước tính cứ mỗi 2 kg heroin tiêu thụ tại Australia sẽ dẫn đến một trường hợp tử vong ở trong cộng đồng. Và cảnh sát cũng nói thêm là khi mà họ muốn kiếm lời thì họ sẽ pha những cái chất vô cái chất ma túy đó, thì những cái chất đó là hoàn toàn là những chất có thể gây độc hại đến chết người. Và những cái vấn đề đó mà cảnh sát là nói là đã cứu được những người như trên, đúng không quý vị? Wow. Có thể là họ trộn vào cái paracetamol, thì chúng ta biết paracetamol là thuốc trị cảm cúm đau nhức đó, thì nó cũng có cái khi mình uống nhiều thì cái đầu mình nó cũng hơi lân lân đó quý vị. Thì họ trộn vào chứ họ không có để nguyên chất cái chất đó. Thì uống paracetamol mà uống nhiều quá thì cũng rất là ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Một nghị sĩ Anh đã bị sát hại bằng dao trong một cuộc họp ở nhà thờ. Một nhà lập pháp của Anh đã bị một người đàn ông lao vào dùng dao đâm chết vào hôm thứ Sáu 15 tháng 10 trong một nhà thờ khi ông gặp gỡ cử tri thuộc khu vực bầu cử của ông. Kẻ tấn công đã đâm ông liên tiếp. David Ames là nhà lập pháp 69 tuổi thuộc đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson bị tấn công vào khoảng giữa trưa trong một cuộc họp tại nhà thờ giám lý Belfair ở Leigh-on-Sea, miền đông của London. Cảnh sát cho biết là ông ấy được các nhân viên dịch vụ khẩn cấp cứu chữa, nhưng thật đáng buồn là ông đã qua đời tại hiện trường. Một người đàn ông 25 tuổi nhanh chóng bị bắt sau khi các nhân viên cảnh sát đến hiện trường với nghi vấn đây là một vụ cố sát và họ thu được một con dao. Và cảnh sát có vũ trang đã ập vào nhà thờ và các thám tử cho biết là họ không truy tìm thêm ai khác có liên quan đến cái vụ việc này. Không có chi tiết nào về động cơ của cuộc tấn công. Và các đồng nghiệp của ông Ames trong quốc hội đã bày tỏ sự choáng váng và tri ân ông, người thường xuyên gặp gỡ các cử tri vào các ngày thứ Sáu, thứ Nhất và thứ Ba hàng tháng. Họ nói là ông rất cần mẫn thực hiện nhiệm vụ đối với các khu vực địa phương của mình. Phố Downing là nơi có phủ thủ tướng đã treo cờ rủ để tưởng nhớ ông. Ông Ames đã kết hôn và ông có 5 người con. Ông được bầu vào quốc hội lần đầu vào đại diện cho Basildon vào năm 83 và sau đó ứng cử làm đại biểu cho Southern West vào năm 97. Ông được nữ hoàng Elizabeth phong tước hiệp sĩ vì hoạt động công ích vào năm 2015. Vào ngày 16 tháng 10 thì Bộ trưởng Nội vụ Anh là Priti Patel cho biết nước này sẽ triển khai các biện pháp để bảo đảm an ninh, để bảo vệ các chính trị gia sau cái việc mà nghị sĩ đảng bảo thủ đã bị đâm chết. Mình không biết vụ này có dính dáng gì đến vấn đề chính trị giữa hai đảng người này đã xông vào đâm ông này, mà đâm liên tục rất là nhiều nhát khiến cho ông bị tử thương ngay tại chỗ luôn đó thưa quý vị. Bởi vậy những cái người mà chính trị gia đó thường là họ phải mướn thêm những cái người mà gọi là vệ sĩ để mà lúc nào cũng đi kế bên họ trong những cái cuộc mà gặp gỡ những cái người bên ngoài, hoặc là trong cái cuộc tranh cử đó, thì bên thương cũng nhiều mà bên ghét cũng không có ít. Bởi vậy rất là nguy hiểm cho những người mà làm việc chính trị quý vị. Bác sĩ đã khuyên nữ hoàng Anh bỏ rượu. Nữ hoàng Elizabeth II được các bác sĩ riêng khuyên là nên bỏ rượu. Bà thì thường có thói quen là cứ mỗi tối thì bà uống một ly rượu. Theo các nguồn tin thì lời khuyên được bác sĩ hoàng gia đưa ra gần đây bởi vì do lo ngại về sức khỏe của nữ hoàng khi bà sắp bước sang tuổi 96. Đó không phải là vấn đề quá lớn với bà không phải là người uống nhiều rượu, nhưng thật không công bằng khi ở độ tuổi này bà vẫn phải từ bỏ một số thú vui của mình. Một nguồn tin đã nói thêm, và cựu đầu bếp hoàng gia Anh Darren McGrady phục vụ các bữa ăn cho nữ hoàng Elizabeth II năm 1982 cho đến năm 1993 từng nói rằng bà thích uống rượu vang Đức trong bữa ăn tối. Và các nguồn tin khác cũng nói rằng nữ hoàng thường thưởng thức một ly rượu trước bữa tối, có thể là một ly martini hoặc là một ly champagne. Nữ hoàng Anh đã 95 tuổi, được đánh giá có sức khỏe rất tốt và thường xuyên được nhìn thấy tự lái xe. Các nhà quan sát cho biết dù tuổi đã lớn nhưng nữ hoàng chưa có ý định thoái vị để nhường ngôi cho con trai là Thái tử Charles. Thì đợt gần đây nhất nữ hoàng bị bệnh là năm 2013 khi mà bà phải nhập viện vì bệnh dạ dày, nhưng cũng chỉ là nằm viện trong thời gian rất là ngắn. Và trong buổi lễ vào ngày 12 tháng 10 ở tu viện Westminster thì nữ hoàng đã gây chú ý vì lần đầu chống gậy trước công chúng kể từ năm 2004. Điện Buckingham không đưa ra lý do cho việc bà sắp phải sử dụng gậy hỗ trợ đi lại, song nữ hoàng vẫn di chuyển rất là dễ dàng. Ồ, đáng lẽ là mình nghĩ cái tuổi này là phải chống gậy từ lâu rồi đó. Nhưng mà đến bây giờ bà mới cần chống gậy, có nghĩa là sức khỏe bà rất là tốt. Đúng rồi, mình thấy sức khỏe bà tốt thiệt á. Quý vị cũng biết là làm những cái công việc đó thì phải xuất hiện rất là thường xuyên trước công chúng và phải lo rất là nhiều việc, phải đi rất là nhiều nơi và ngay cả là cái đầu cũng phải suy tính rất là nhiều. Mà mình thấy sức khỏe của bà rất là tốt, mà đặc biệt là rất là đẹp. Mình không phải nói cái nét đẹp là nét đẹp kiêu sa đẹp, nhưng mà một cái nét đẹp rất là sang trọng. Đúng, người ta nói là cái nhìn cái tướng đó là biết được là cái người đó như thế nào. Bà không phải là một người mình gọi là đẹp như là mình nói hoa hậu, không phải như vậy, nhưng mà mình nhìn vô mình thấy một cái nét đẹp mà rất là sang trọng, kiêu sa, đúng là bậc vương giả đó thưa quý vị. Na Uy cho giám định tâm thần hung thủ đã giết 5 người bằng cung tên. Vào tối ngày 14 tháng 10, hung thủ người Đan Mạch Espen Andersen Bratten, kẻ đã dùng cung tên bắn chết 5 người ở Na Uy, được bàn giao cho cơ quan y tế, đã làm dấy lên nghi ngờ về tình trạng sức khỏe tâm thần của người này. Ông ta đã được giao cho cơ quan y tế tối ngày 14 tháng 10 sau khi được đánh giá sơ bộ tình trạng sức khỏe. Công tố viên Na Uy Andersen Bratten cho biết, theo hãng tin AFP thì Matheson đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ về tình trạng sức khỏe tâm thần của hung thủ Bratten, cũng như những thắc mắc về việc liệu y có phải chịu trách nhiệm pháp lý về vụ tấn công hay không. Vụ tấn công bằng cung tên xảy ra vào chiều 13 tháng 10 tại thị trấn Kongsberg, phía đông nam của Na Uy, đã làm cho 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong tình trạng rất là nguy kịch. Theo AFP thì giới chức Na Uy cho biết nghi phạm đã cải sang đạo Hồi trước khi thực hiện nhiệm vụ tấn công nói trên. Và nghi phạm cũng đã thừa nhận là hành vi giết người. Vào ngày 14 tháng 10 thì giới chức của Na Uy đã tiến hành đợt đánh giá sức khỏe tâm thần cho Bratten và dự kiến đợt đánh giá này sẽ kéo dài nhiều tháng. Và các công tố viên đã yêu cầu tạm giam nghi can Bratten trong vòng 4 tuần. Và trong 2 tuần đầu thì biệt giam để mà phục vụ cho việc điều tra. Nếu thẩm phán đồng ý với yêu cầu của phía công tố, Bratten sẽ không ngồi tù mà sẽ bị quản thúc tại cơ sở y tế. Cảnh sát Na Uy cho rằng vụ tấn công có thể là một hành động khủng bố. Tuy nhiên, giới chức Na Uy không loại trừ việc hung thủ có vấn đề về tâm thần. Mình nghe mình cũng không biết nữa, tại vì cái vấn đề này là nó là hắn đã chuyển qua đạo Hồi trước khi mà hắn gây án. Mình không nghĩ ông này bị bệnh tâm thần. Cái vấn đề nói bệnh tâm thần là chỉ là một cái cách để mà né tránh cho hắn phải ngồi tù về cái tội của hắn thôi. Thì quý vị cũng biết là nhiều người mà họ thuộc về thành phần mà khủng bố của bên phía Hồi giáo. Không phải là tất cả người Hồi giáo đều là thành phần khủng bố quý vị. Một số người mà họ theo thành phần khủng bố thì họ thường hay làm những cái việc mà họ nghe vào đức tin của họ. Thì mình nghĩ người này thì cũng có lẽ là đã có một cái sự mà gọi là anh hùng. Anh vào đạo rồi, anh sẽ là anh hùng nếu như mà anh làm được những cái hành động như vậy. Chứ người này không thể nào mà bệnh tâm thần được. Microsoft sẽ đóng cửa mạng xã hội LinkedIn tại Trung Quốc. Vào ngày 14 tháng 10 thì Microsoft thông báo sẽ đóng cửa phiên bản mạng xã hội LinkedIn tại Trung Quốc, đánh dấu chấm hết cho mạng xã hội lớn cuối cùng của Mỹ còn hoạt động công khai ở quốc gia này. Theo đài CNBC, LinkedIn là một trang mạng xã hội lớn cuối cùng của Mỹ vẫn còn hoạt động tại Trung Quốc. Bắc Kinh vốn mạnh tay trong việc kiểm soát Internet và có nhiều quy định kiểm duyệt gắt gao. Trung Quốc đã cấm cửa các nền tảng xã hội khác như Twitter và Facebook trong hơn một thập niên qua. Google đã quyết định ngừng hoạt động tại Trung Quốc từ năm 2010. Trong thông báo mới, Microsoft cho biết hãng sẽ phải đóng cửa LinkedIn tại Trung Quốc vì thách thức ngày một lớn trong môi trường vận hành và các quy định ngày một gắt gao tại Trung Quốc. Thay vào đấy thì Microsoft sẽ tạo ra một trang tìm kiếm việc làm khác ở Trung Quốc, không có các đặc tính mạng xã hội giống như LinkedIn. Cụ thể thì trang thay thế này có tên InJobs, sẽ không cho phép người sử dụng chia sẻ trạng thái hay là bài viết của mình. Thì LinkedIn là một trang mạng xã hội được thiết kế riêng cho cộng đồng doanh nghiệp. Mạng xã hội này được ra mắt ở thị trường Trung Quốc vào năm 2014 và phiên bản LinkedIn ở Trung Quốc chỉ có một số chức năng giới hạn để mà bảo đảm tuân thủ quy định của nước sở tại mà thôi. Theo nguồn tin của báo Wall Street Journal, vào hồi tháng 3 năm 2021, cơ quan quản lý mạng Trung Quốc đã từng yêu cầu LinkedIn kiểm soát tốt hơn nội dung trên mạng. Chính quyền Trung Quốc được cho là đã đưa ra thời hạn 30 ngày để cho LinkedIn hoàn thành việc đó. Vào hồi tháng 9 vừa qua, thì LinkedIn đã chặn một số nhà báo Mỹ làm việc tại Trung Quốc với lý do những người này có nội dung cấm trên trang cá nhân của mình. Và truyền thông cũng từng đưa LinkedIn tại Trung Quốc đóng cửa trang cá nhân của một số học giả và nhà nghiên cứu trong vài tháng trở lại đây. Dữ liệu từ công ty nghiên cứu Statista cho thấy Trung Quốc là thị trường lớn thứ 3 của Microsoft. Vào hồi tháng 7, thì giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella cho biết LinkedIn đóng góp khoảng 10 tỷ đô la doanh thu hàng năm. Microsoft đã mua lại LinkedIn vào năm 2016 với giá 26,2 tỷ đô la. Lợi nhuận quá cao ha, mà bây giờ thì cái chính quyền Trung Quốc họ muốn thao túng tất cả mọi việc, không có được tự do nói chuyện, tự do ngôn luận. Cho nên nếu như muốn tiếp tục thì cứ phải tuân theo những cái việc đó, thì Microsoft cái trang này nó phải là như vậy thì thôi, thà người ta đóng cái trang đó và Microsoft mở một cái trang khác chỉ chuyên về giới thiệu công việc làm cho những người đang cần việc làm mà thôi, là sẽ không có những cái trang để mà mình đưa lên những cái ý kiến, những cái bình luận, những cái chính kiến của mình nữa. Tin Việt Nam, người dân Nha Trang đã được tắm biển trở lại từ ngày 16 tháng 10. Chiều 15 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra thông báo cho người dân ở vùng xanh được đi tắm biển từ ngày 16 tháng 10. Những người dân đi tắm biển thì sẽ không được tập trung nhiều quá 5 người một nhóm ở trên bãi biển, công viên và bờ biển. Người đi tắm biển phải giữ khoảng cách 2 mét giữa hai người khi mà giao tiếp với nhau, không được tổ chức giữ xe, không được phép bán hàng rong trên bãi biển và dọc công viên trên bờ biển. Những sự kiện, những hoạt động xã hội như hội nghị, hội thảo, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, lễ hội sẽ được hoạt động lại nhưng hạn chế số người. Chỉ có những người có thẻ xanh và thẻ vàng của Covid được tham gia mà thôi. Và vẫn tiếp tục ngưng hoạt động các quán bar, pub, vũ trường, karaoke, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, massage, trò chơi điện tử và rạp chiếu phim. Như vậy là người dân đã được đi tắm biển đó quý vị. Còn nhưng mà ra tắm biển thì không được đứng gần những người khác trong vòng khoảng 2 mét. Nếu mà quý vị thấy là phải đi xa ra, cách nhà xa nhau. Hồi đó Hồng Loan thích đi Nha Trang lắm, mà mình nghĩ mình thích đi tắm biển sáng sớm tại vì trời không có nắng, mình nghĩ đi ra tắm chắc là vắng vẻ. Ai nhà Hồng Loan ra khoảng 5 giờ rưỡi sáng, trời ơi bãi biển đen nghẹt quý vị. Có nghĩa là những người dân ở khu vực đó thì sáng sớm là người ta ra để người ta tập thể dục. Đầy ở ngoài đó rồi mình đã bị suy nghĩ sai hoàn toàn luôn, mình nghĩ chắc là vắng vẻ lắm. Thì đó, bây giờ chị Loan nè, muốn tắm vắng không? Sao? Đi giữa đêm là bảo đảm không ai tắm. Không có người nhưng mà có ma. Mà ghê ha, nửa đêm á quý vị nằm nghe đó, người ta nói là nằm nghe biển hát. Lâu lâu mình nghe cái tiếng giống như tiếng người hát rõ ràng luôn á, mà mình nghe tiếng biển, mà tiếng gió với tiếng biển nó hòa nhau thành một cái tiếng giống như là du dương vậy đó. Vậy lo không biết lo có nghe không? Hồi đó là tại vì lo không bao giờ dám ra biển ban đêm, lo sợ lắm. Với là những cái hàng dương, những hàng cây đó quý vị, mà gió thổi vào buổi tối nghe nghe rợ người lắm đó nha. Nhưng mà đó cũng là một cái thú vị của biển. Bữa nào lập dắt đi biển Huntington Beach mà buổi tối. Không. Mình đi hoài mà. Đứng xa xa thôi chứ không có dám đi xuống dưới. Bữa Lộc với Loan với lại bé Gia Linh, Hiếu đi bắt cá đó quý vị. Cũng ra biển giờ buổi tối nhưng mà rất là đông người. Nhưng mà ngay cái bờ biển đó thì đèn sáng nó rực á thì không sợ, chứ mà đi mà buổi tối mà tối thui á thì Hồng Loan sợ lắm. Nhật Bản đã tặng thêm 500.000 liều vaccine cho Việt Nam. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu thông báo sẽ tặng thêm 500.000 liều vaccine COVID-19, nâng tổng số vaccine nước này viện trợ cho Việt Nam lên đến 4,08 triệu liều. Số lượng vaccine này sẽ được chuyển đến Việt Nam sau khi hoàn tất những việc chuẩn bị. Đại sứ quán Nhật Bản ở tại Việt Nam đã thông báo vào ngày 15 tháng 10. Thông tin về viện trợ vaccine lần này được Ngoại trưởng Motegi công bố trong cuộc họp báo cùng ngày. Ngoài vaccine thì Việt Nam vào tháng 9 cũng đã từng tiếp nhận 300 cái tủ lạnh bảo quản vaccine do chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Italy tặng thêm cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine COVID-19. Lô hàng bao gồm 2.021.360 liều vaccine AstraZeneca do chính phủ Italy trao tặng Việt Nam thông qua cơ chế COVAX đã về đến Hà Nội vào ngày 15 tháng 10. Như vậy là cùng với 812.060 liều vaccine tiếp nhận vào ngày 14 tháng 9, cho đến nay thì Italy đã bàn giao tổng cộng hơn 2,8 triệu liều vaccine để mà giúp đỡ Việt Nam trong vấn đề chống lại dịch Covid-19. Như vậy là mỗi ngày mình đều nghe tin vui quý vị ơi, mỗi ngày mình đều nghe được là tất cả các nước trên thế giới đã ủng hộ và giúp đỡ cho Việt Nam về vaccine rất là nhiều. Nghe rất là mừng, rất là vui. Và rất là mừng là những nước ủng hộ những loại vaccine như là AstraZeneca, vaccine Pfizer, những loại vaccine tốt. Thì thật sự mình mong là người Việt Nam của mình được chích những cái loại vaccine tốt, là bởi vì vaccine tốt như vậy thì cái kháng thể nó mới cao được từ 80 mấy cho tới 90 mấy %, thì giúp cho những người đã chích ngừa vaccine dù có bị nhiễm bệnh thì cũng không có bị một cái triệu chứng bệnh, không có làm nguy hại đến cái sức khỏe của mình đó thưa quý vị. Rất là mừng là dần dần thì Việt Nam mình được chích vaccine nhiều thì dần dần mở cửa lại. Như vậy thì mình rất là mừng cho bà con cô bác, những người lao động nghèo, những người đang rất là khổ trong hoàn cảnh hiện nay thì có thể trở lại với cuộc sống bình thường, đi ra làm việc, buôn bán nhưng mà vẫn có thể giữ được sức khỏe cho mình một cách an toàn ha quý vị. Mà mừng hơn nữa đó là những cái vaccine này là những vaccine ngoại nha quý vị. Vaccine AstraZeneca rồi Pfizer, Moderna do những cái nước ngoài tài trợ. Vaccine ngoại hả? Vậy chứ cái vaccine của anh hàng xóm kế bên thì cũng là ngoại nữa, chứ đâu phải nội đâu. Nhưng mà phải mua. Vaccine của anh hàng xóm là phải mua. Mua không à? Thấy là mua không à? Nó ngộ ha, người ta cho mình thì người ta cho vaccine tốt, mà còn mình tự đi mua thì mình lại mua loại vaccine mà mình không dám nói không có tốt, nhưng mà mình không ủng hộ vaccine đó. Mà toàn là lấy tiền của chính phủ để mà mua những cái vaccine của anh hàng xóm để mà ngoại giao thôi. Mà tại sao phải mua vaccine của anh hàng xóm? Thì ủng hộ mà. Solo cùng Bolero tổ chức đêm nhạc tri ân cố ca sĩ Phi Nhung. Một đêm nhạc mang tên Nhớ Nhung để tri ân những đóng góp của cố ca sĩ Phi Nhung cho chương trình trong suốt 7 mùa vừa qua. Vũ Thành Vinh là đại diện nhà sản xuất Solo cùng Bolero cho biết sẽ thực hiện một đêm nhạc để tri ân, cảm ơn những đóng góp của cố ca sĩ Phi Nhung cho chương trình. Giọng ca bông điên điển là giám khảo duy nhất xuất hiện xuyên suốt trong 7 mùa phát sóng của game show này. Đêm nhạc có tên Nhớ Nhung dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 29 tháng 10 trên kênh truyền hình của Solo Bolero thưa quý vị. Và tiết lộ thêm về cái đêm nhạc đặc biệt này thì họ cho biết là có sự góp mặt của hai người con nuôi của ca sĩ Phi Nhung là Quỳnh Trang và Tuyết Nhung. Bên cạnh đó thì còn có sự tham gia của top 3 Solo cùng Bolero năm 2021 là Nguyễn Hân, Lan Vy, Trường Sang và đặc biệt người tình sân khấu Mạnh Quỳnh từ Mỹ sẽ trở về để mà chia sẻ với đồng nghiệp. Đạo diễn Vũ Thành Vinh cũng nói là ông sẽ cùng Ngọc Phụng sáng tác một ca khúc riêng dành cho cố ca sĩ Phi Nhung. Phi Nhung đã đảm nhận vai trò giám khảo của Solo cùng Bolero trong suốt 7 mùa liên tiếp thưa quý vị. Và chị cũng có công để mà tìm ra những người quán quân như Lâm Ngọc Hoa, Thu Hằng. Trước đó thì trong buổi họp báo ra mắt chương trình, cô nhận được cúp vinh danh vì những đóng góp cho game show này. Và cô cũng đã từng bật khóc và khẳng định là vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với Solo cùng Bolero để thế hệ trẻ không quên lãng dòng nhạc này. Phi Nhung cũng đã từng tâm sự là Bolero cũng như cải lương đã đi sâu trong lòng người Việt Nam đến bây giờ. Nhìn các em mười mấy tuổi yêu Bolero thì tôi cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng chỉ dạy cho các em tất cả những gì mà tôi biết. Đúng là cũng rất là đáng quý ha. Phi Nhung đã tham gia 7 chương trình của Solo Bolero, chưa có người nào mà làm giám khảo liên tục 7 chương trình như vậy. Thì họ đã làm một đêm để mà tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung thưa quý vị. Và đặc biệt của cái chương trình kỳ này là có anh Mạnh Quỳnh từ bên Mỹ sẽ bay về và có những cái lời tâm sự đối với những người khán giả yêu mến cố ca sĩ Phi Nhung. Và chương trình sẽ diễn ra vào cuối tháng 10. Như vậy là chỉ còn có chưa đến 2 tuần lễ nữa là anh Mạnh Quỳnh phải về Việt Nam để tham dự chương trình này rồi. Về là mình phải cách ly 7 ngày đó. Nếu mà như là Mạnh Quỳnh về là phải cách ly 7 ngày thì chắc là phải về bây giờ rồi đó. Đúng rồi, về là phải cách ly 7 ngày theo quy định của Việt Nam là vẫn còn phải cách ly đó thưa quý vị. Như vậy là chắc trong vòng vài ngày nữa là anh phải đi rồi. Đúng rồi. Rồi Như lời hứa của Lộc Với Loan đã từng hứa quý vị là mỗi cuối tuần Lộc Với Loan sẽ đi ra ngoài bên ngoài để mà quay, để mà cho cảm giác nó thoải mái hơn hả quý vị ha? Quý vị cảm thấy relax chút xíu sau những cái ngày mình làm việc mệt mỏi hả quý vị? Hôm nay Lộc có kể gì không? Tuần trước Lộc không có kể cái bị complain quá trời. Rồi, hôm nay Lộc kể câu chuyện ngắn ngắn ha. Ok. Thì trong một cái nhà hàng sang trọng có hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau. Người này nói với người kia: ông biết không, tuần trước đó vợ tôi bị cái hạt cát đó nó văng vô mắt của vợ tôi. Tôi dẫn đi bác sĩ, bác sĩ tính tiền 1.500. Trời ơi, tốn tiền vậy đó. Cái người này mới nói: trời ơi, vậy nhầm nhò gì, tuần trước một cái bóp Hermes lọt vô mắt vợ tôi phải tốn 15.000. Thì có cái ông ở kế bên, hồi nãy giờ lắng nghe hai ông này nói chuyện, ông mới lên tiếng, ông xía vô: hai ông ơi, chuyện của hai ông á không có nghĩa địa gì với cái chuyện của tôi đó. Hồi tháng trước á, có chàng trai 6 múi cao 1m8 lọt vô mắt vợ tôi, vậy là tôi mất nửa gia tài. Đúng là hai cha kia không nhầm nhò gì hết. Để ngồi đi dòm coi có anh nào cao 1m8 6 múi không ta. Có. Đại thấy có anh kìa cao 1m8 nhưng mà tới 3-4 như 4 múi lận. 4 múi là sao? Nói giờ từ 6 muối hay là 1 muối, có vụ 4 muối nữa. Cái muối gì thế bự, 4 cục. Ok, ngày hôm nay là kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Lan Lộc cảm ơn quý vị đã ủng hộ những chương trình của Loan và Lộc. Xin chúc quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Đi. Vậy kiếm anh nào một muối em được không? Một muối thôi. Em tưởng anh kia đi kiếm cô nào một muối chứ.